Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm vòng ngọc bọc vàng thịnh vượng. Vòng ngọc bọc vàng thịnh vượng là sự kết hợp giữa ngọc cẩm thạch thiên nhiên và vàng tây 14K, mang lại sự tinh xảo và sắc nét trong từng chi tiết. Từ xưa đến nay, cẩm thạch thiên nhiên được coi là biểu tượng của sự quyền quý, thịnh vượng và bình an. Vì vậy, cẩm thạch thường được sử dụng vừa là đồ trang sức sang trọng, vừa là lá bùa cho mỗi người. Vòng ngọc bọc vàng cao cấp là sự lựa chọn tuyệt vời cho chính bạn và người bạn yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.